Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các kỳ đại hội công đoàn Việt Nam và các nghị quyết của tổ chức công đoàn trong đoàn viên người lao động năm 2024. Theo đó, cuộc thi được tổ chức hai đợt từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2024. Đối tượng dự thi là cán bộ công đoàn các cấp, công chức viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thí sinh tham gia thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên thiết bị điện tử có kết nối mạng bằng việc đăng nhập trực tiếp hoặc quét mã QR vào cuộc thi. Nội dung gồm tìm hiểu về các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết đại hội Công đoàn Đồng Nai lần thứ 11, Nghị quyết đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, Nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Mỗi lao động được thi tối đa 5 lần trong mỗi lượt. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2024.